ta chọn là quê nâng ọt hay dừng dừng chọn dừng bởi sao dừng thừa nâng sầm ai cho đó nhóm thơ ấy muối nhóm sầm ai thạm bởi sân thì nhóm thơ với chung trình tắc nhóm bên ở đồng bệnh này bởi sao dừng chọn miên lôi cô đai bởi nhóm bay liên ở lá nhóm bê phải em cho nắm bởi sao nhóm bảo lời nâng miên lôi bay liên ở lá ta nhóm mình thơ ấy mình kì nhóm miên vì thiên này ca vì thi sắc năng ca trai lời bởi nhóm thế cô ca năng ca video bọc cho bạn nha khi nhóm cụ thật tinh tiết muốn được khi nhóm tinh lan muốn được khi nhóm thật ca và buồn buồn. Branding nâng nhóm ta chẩm nón chơi tha personal branding 101 ai cái môi son môi nâng này cái đăng này bà Scorpio beginner ấy bà chẳng 101 cứ chia introduction level này course nào mùi cho nên tham viên chia mê đến thì mùi mặt tay chẳng hạn ấy mà khi ông chưa được một thiên là bắt mặt tay mà thưa các cha nhầm lệ vì bố nhóm kết tha ở với cái đó đó là mình cứ dần chỉ lưu thì mùi bố nhóm style nữa các cha nhầm lệ một nhóm hạn đấy mà nhóm propose rồi like trong Facebook đấy thì bố nhóm cho ngồi viên trong bác kia chai nhầm lệ càng tài trả như thế vì bố nhóm dễ thì các bạn đừng mà pay nhé nhóm chẳng lại tập muộn hay nên còn lắng tham mà bố nhóm được nhé nhưng vậy thì các bạn đứng mà mơ nha, có chẳng lại bên được nên sâu bay nó chẳng chạy để các bạn trả lời chẳng chỗ cho em chỗ share like nó không có company và dường đấy mà 1-to-1, 1-0-1 cứ chia course mỗi để chịu viện đồng bộ kế dần đọc nè đại chọn thuộc personal branding ở phía này nhưng mà đang phía xác không ai bộ mà cho thử đi anh em bán tha slide gì hào tốt luôn và bây giờ dường đăng ai personal branding bên đây cho mình nếu cái nông A101 cái mình là level mới cái 505 và 505 nó cứ là cái advanced level ấy nghe thà personal branding đấy ta sẽ nhập được công pool mà đúng rồi chắc ngày ní nhóm hỏi nào nhận đăng bị là biết sáng personal branding sản phẩm beginner dân ta đã xây cái personal branding hãy thử sự cam và phía bay class đầm bay tặng tay luôn này cái hai chị mà đưa đến mình personal vì bố sầm đua để nhóm ra ban cái xua hai nhóm slide object là hôm đó ngày ní cái xua là how much you cost xua này slide luôn mà đấy cũng vô cho lắm cái xua này slide mà này mà slide luôn nó cứ về ông pika lôi được cái chầm này xem là cắt tinh pay và liệu bao nhiêu chứ mà chúng con vậy ta pay được nên là khi mà thưa ca này cái lại nam mui cái đấy pay liệu bằng bảy mao đi cái này đi mà cha chỉ việc cam chậm nái lôi mũi cảnh chấp đâm bay tinh biểu liệu mà mau là bọn này được bọn này đâm bay với cả nam mũi ưu tiên tham vào rồi là lãng không mà máu cho biểu liệu mà cảnh chấp nên cứ chỉ cái ca lẹ bỏng cứ chỉ ca bẹ lý là bọn này được bọn này đâm bay đó đâu tên nâng là bọn mình dạng này mình làm lại mà làm lôi rước gọi lôi đây mà nó và dùng cho thời kế cái ai là bọn mũi mà dưỡng được cái ai lôi dưỡng chắc bây giờ thì thua mình rằng hãy xua tha ta tăng ba này ca đó đâu nó dạng bạch đấy ta mà máu mà rơi đờ lá hay nó mà máu đập đờ lá có cái dạng mình hai đây bằng pe vừa liền được cái hai đây bằng nhom ban ta đập đờ lá tay cái ban mà mượn đờ lá không mà máu nhưng mà cha chỉ gắn chai lưới mà nè sẽ thấy đây chỉ là ổ xí cái chai lưới là mình ở dương thưa cái mà máu còn tay pe mà máu mình thắt cái mình chết vớ đi cái ai phơi ban cang nghe đôi dương hay cái thứ ban lỗ cho dương tiền còn tay hai đây mình kia mình phơi bị phủ cái vô pe mà máu rồi ta đào lấy làm hai cái vô pe mà máu là mấy tên cầm đo nè tia một cái khơi nhỉ dưỡng sắp chất ở tới cả đó nè tiếc nằm bây vô lúc vô mau bởi dưỡng từ ca nằm bây đọc đâu bị lùi còn tay kia vô lùi mà tính mau bởi dưỡng nằm bây vô bê từ cả đó nè tiếc đưa từ thơ ca nghĩ để cái chọn thôi cái này với chị ca bây giờ thì thôi mà chẳng sắp như này là toán á thà ta bê và lia bó mình nữ khóc đi phần năng ấy nè khác mà máu họ bán đọc được là nè khác họ bán mà mượn được là nè khác họ bán đọc mượn được là chứng miên mà nữ nó không sợ máy số mới đi o quân mình đến ca cướp đừng đọc này và bọn chạy cả một chuyện internet đại phu em đúng nghĩa là bay vì muốn hiên là nhóm chuột đã ra trong riêng ngang là bay nữa xong mai ôi cái trâu tự nhà ná ở chỗ này ui cầm lo ban khơi thế chuột biệt sự văn nó khẽ nhà ná cái mình xong thọ đủ còn ta lỡ xong tôm à chưa sai thôi bởi xin trực nhóm khơi men xuân ná cái mình còn tập bụi xong không ai buôn luôn follower vẫn tay cái tâm hack page bắt đi và đã tìm vốn buôn liên follower nhà ná cái mình còn tập bụi mà đã buôn máu nhà ná cái mình xong thọ thủ chưa bụi chắc bạn thấy sao máy đấy nhưng cái ta nẹt đây là bấy viên ghi bây giờ hay vì bố đã bị muốn bê thì dân trăng bằng hai anh luôn là lửa tù tu nè anh thấy chưa mà đưa đàn miệng bà chạy cả tết nè anh thấy chưa mà vì chưa chưa vẹn thấy miếng tết cửa sọ
cao sầm đáy bị thi cố đà ra phiếp dân xây cái rồi nhà có plan cái này ở trên này thường miên tết có sao là hai trừ chữ mũi nâng plâu đợt trâm trời mũi chết mình trong là bay ban rồi sầm ai như thế sầm ai đấy sọc khá có là bay ban này sầm tố không mình kê âm miên bị chạy cái tên là một chi vẽ thế bà ta quả tha bài bà ná có là bay ban này chút cái đó chết cái đó giăng mách cái đó sợt ai là bay ban đó, đó sai để xa vì miền bắc chẳng nào sầm pon nơi khnông ca phơi là bọ mùi là bay bạn hãy cùng hôn bọc nhóm của công tài phơi mà phai này vì chỉ sử vi mùi đâu cũng như thế này nhưng mà thơi là bọ mùi là bay bạn nhưng personal branding viên viên bị giàu sầm hẹp ca thua chi và cắm cả đời sầm hẹp khôn anh cả đời thấy cái ta khôn anh tôi chỉ công hôn mùi chứ ta đập bay thơi cùng hôn mùi cái score là của dương viên và đặt mới mình thời thơi marketing cái cho dương luôn này bà xin chỉ dừng luôn luôn ai nhỏ nhẹ đợt tí bà xin luôn bê luôn ai nhỏ nhẹ đợt tí ta đầm lại vào viết mà nâng vào mặt chắc như thời gian với shop luôn này khi nhóm mắt tay như vậy với luôn ai đấy còn tay trong lưới kê như vậy với nhóm ta bà xin chỉ dễ làm personal branding từ mùa bốn phạc cà phì mà chân môn bì chân môn hay đang ở lời đi easy mình đấy thôi cả priết thiếp luôn ai cho đầm chân môn ta tìm muốn máu sầm lấy luôn ai bài vậy nè là hôm mà đó bên ta sầm đây bọn nhẹ đang ngó khăn sầm đây bọn nhóm chỉ ăn được bơm bạch này nhạc xin vậy cho nhẹ mình nhìn mình score sao hay nhóm vậy cho nhẹ bọn chỉ làm nhóm chip của nhà score nhóm bên đền biên business owner bị môn này chỉ idol bọn nhóm cao bị pram cho nam muốn là hôm mà đó bên có xua ra thằng ai là bay á nghe ra và mình là bay mấy buồn lời như bạn cười luôn tộc mùi bọn anh hay nhưng trong trong liệu reflect ha bây giờ cái thang ồ mà này là bấy ồ bông ọc quân chứ nhưng là bấy để xa tại nhóm chơi chơi cái bất mến này chẳng dư thử bức chắc nhóm là bấy nhóm là bấy ấy bởi vốn là lớn nhóm miên ọc ca bàn côi mười bông chỉ ai đổ nhóm đang bị ram xa môn mẹ chẳng nó cứ chơi personal branding mùi mấy thang dương ẩm nuốt cứ chơi personal branding này ọc khỏi ẩm nuốt kết khó hơn á khó tại dương luôn ai thế nè vì nằm lại cái thang uốn thì mình kê lên này khó thì hay mình nhận đem biên motivation thì trở nên nuốt này bởi vì cái biên tầm đồng chất hay là level rồi biên ẩm nuốt hay nâng tầm đồng chất nó cứ bay chạy cái này là nè khác cái biên tầm đồng chất tài dương mới cái thay cái uốn but that's fine bởi xin chịu nhau mấy nhau mà khó lên anh ấy cứ chịu personal branding bởi nhau biểu mặt nhau mấy được I don't give a fuck nhưng mình meant motivational speaker bởi nhau mà nhé mua Gary V Tony bài chữ score Tony Robbins bài chữ score Patrick bài chữ score Tam follow cái bạn chuẩn đi Gary Vee còn dạy piano có phát quyền bốc này xong tốt, không nè, anh đang lơ xong đáng xong I don't give a fuck, what the fuck you say chắc mà gây piano, what the fuck nó cứ nâng đạo Gary Vee mà nghe lệ cái đó Amazon nó khơi Jeff Bezos cái đó Apple nó khơi cái cái đó Apple nó khơi cái hả? Steve Jobs so what, I didn't see personal branding cái town company bởi kế tôi chưa ổng nạch bậc cố từ chiếc company chẳng viên từ tôi bán được liếp sẽ cả rạc chất án mình đến ạc khác phải giói chất án mình đến nếu bây giờ dân viên phải sản phẩm mà nó ok, nhóm xong chạy mới ok, next slide vì vô ta bắt nhóm mình list bậc nhóm tại PT bậc nhóm mà đã hiệp lộ rồi hãy nhóm xong rồi nhận hóa đi bạch phó cơ lưu PT bậc nhóm này à lấy nhóm nhau dân bê gọi bạch mơ các bạn này PT bậc nhóm nên chẳng tìm mùi xem chẳng ơi nhà này cầm not be vision một chỗ này chắc luôn anh chẳng phải chưa mình mà ngay ô nhầm chẳng bia brand luôn ai nha bia brand mình bác brand cosmic tới vậy cho người ta bia luôn ai bây giờ bia luôn ai bán lũ ấy rồi cái tính này vì bốn park thơ sách lắm nhầm thlop phơ education nhầm thlop phơ freelance model nhầm thlop phơ agency nhầm thlop phơ English teacher nhân thlop the e-commerce à lấy nhân thlop podcast nhân thlop the trading chẳng phải là trong bia personal branding bảo lọ business nhóm mùi fail nhóm đọc bạc hàng với chương người kê tam nhóm này bị bố ở với để kê tính mình mệnh và lần tập hóa thì ở với để kê tính cái nhóm ngay có nhóm đọc thơ ấy có kê tam support này bởi sao nhóm fail business mùi để thua mong ở lời nữa chẳng xưa đã liếp cái này mùi bởi dân bia branding bảo đạt mùi lỗ hay yeah, bản thân thì cái bìa bằng ô vi sầm mặt là khi bài cha thì vì sao thì lỗ ok thì cô để hiện tam cái còn thấy bản thân thì dương bìa luôn anh ban nó ngay khỏi dương thực thực ấy còn miên từ tu ban được liệp scara này chẳng phải tao bị ấy tới chuyện nhập ba mà còn nẹt tai em cái này như vậy thôi chẳng hạn
chân grow cái lại này ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធានកំណត់ខ្លួនឯងថាអ្នកនឹងចង់ខ្លាយជាគេ Top 10 entrepreneur របស់ខ្មែរសហគ្រិនដែលមានឥទ្ធិពលសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយឬក៏ the best real estate selling agent នៅក្នុង Nadi ឬក៏ millionaire ហើយលើបាន3លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ as a goal ឬក៏ trainer and public speaker និយាយទៅកាន់មនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកអ្នកល្បីនៅលើ social media លួចបាន5-50,000 ដុល្លារនៅរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ so អានេះគឺជាកំណត់ goal របស់យើងពេលយើង goal របស់យើងថាឥឡូវយើងចង់ខ្លាចជា check mark Cambodia no it's not me អានេះគេអ្នកហៅខ្ញុំទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំធ្វើ industry ខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគេ position ខ្ញុំអញ្ចឹងតែគេនិយាយទៅ check mark នៅស្រុកខ្មែរគឺនៅឃើញខ្ញុំហ្មង I don't know why អញ្ចឹង positioning នឹងសំខាន់តែយើងចង់ខ្លាចជាមនុស្សបែបណាអ្នកណាគេចង់ខ្លាចជាអ្នកណាគេអានឹងកំណត់ឲ្យកាន់តែ specific កាន់តែល្អសម័យចេញមកដាក់វានៅលើ vision board ធ្លាប់មាន vision board ខ្លួនឯងស្គាល់ vision board ទេ vision board គឺជាផ្ទាំងកដាស់មួយដែលយើងទៅសេមកនៅក្នុងហ្នឹងវាមានដាក់អានេះដាក់រូបវាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមកណាដាក់រូបលីគេអញ្ចឹងអូមកនេះមកតើតោះវិញគេធំសម្បត្តិ well តើតើយើងចង់បានលុយមិនណាឥឡូវយើងពន្យល់ថានេះវាជា2021 vision board អញ្ចឹងលុយរបស់យើងណាចំណូលយើង3000ដុល្លារក្នុងមួយខែឬក៏ net worth របស់យើង3លានដុល្លារឬក៏យើងរកចំណូលដឹក sale ឲ្យបាន revenue ឲ្យបាន500,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ្ចឹង well របស់យើងយើងមានឡាន Ferrari បើយើងមានឡានល្អមួយមានផ្ទះមួយយើងមានផ្ទះយើងល្អមួយវា visual របស់យើង sell develop អូខ្នែងចេញមកមួយទៀតមក sell develop តែយើងចង់ចេះឲ្យគេរបៀបក្នុងការចរចា digital marketingអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលនេះយើងមាន timeline របស់យើងច្បាស់លាស់យើងបែងចែកពេលវេលា to do list របស់យើងរាល់ថ្ងៃដើម្បី achieve ទៅលើ2021 vision board របស់យើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនជាមានពេលប៉ុន្តែវាអត់សូវត្រូវគ្នាជាមួយនឹង industry របស់យើងទេបើថានេះវាជា personal development vision board របៀប design vision board ទៅ search មើលខ្លួនឯង design revision board គេ design មកអញ្ចឹងបើសិនជាមាននេះដាក់វាចូលក្នុង vision board មក career ការងាររបស់យើងអានេះចឹងដាក់វាចូល vision board របស់យើងមកតែយើងចង់សម្រាប់ឯគេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ថា what you want to become or what you want who you want to be តែយើងចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សបែបណាហើយយើងចង់ខ្លាយជាអ្នកណាគេពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងអត់មានការជ្រៀតជ្រាបអេខ្ញុំចង់ថាមិនមែនថាថ្ងៃក្រោយទៅយើងចង់ឲ្យដូច Elon Musk ថ្ងៃក្រោយទៅយើងចង់ឲ្យដូច Steve Jobs ទេប៉ុន្តែហេតុអីមិនគេមាន idol ហេតុអីមិនគេមាននិមិត្តរូប The sake of respect The sake of follow ពីសកម្មភាពពីការគិតពីការដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបពីការវិភាគនិងការវិនិច្ឆ័យប្រកបអញ្ចឹងនៅពេលកំណត់ថាឥឡូវបើសិននិយាយដល់ Elon Musk គេ Millionaire Hustler Work Hard Challenge បើសិនជានិយាយអំពី Elon Musk ខ្ញុំគិតថាវាជាការចម្បាច់បញ្ចូលគ្នារវាង Steve Jobs ហើយនិង Bill Gates Steve Jobs គឺជាអ្នក design គាត់ design Apple គាត់ជាមនុស្សរឹកគាត់ជាមនុស្សរឹកគាត់ជាមនុស្សបច្ចេកទេសបៀកហ្គេតគាត់ជាអ្នកសរសេរកម្មវិធីគាត់ជាអ្នកបច្ចេកទេសដូចគ្នាអ្នកដែលមិនសូវនិយាយស្ដីហើយបុគ្គលទាំងពីរនេះបូកបញ្ចូលគ្នាខ្ញុំគិតថាស្មើ Elon Musk មួយអានេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំមិនមែនដោយសារខ្ញុំ fan គាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែគេ fan Elon Musk ច្រើនហើយបានធ្វើឲ្យ Tesla ឡើង crazy ឡើងហ៊ុននៅក្នុងប្រហែលខែចុងក្រោយនេះគឺដល់ពេល Tesla Model S Model X Model Y នឹងចេញគឺធ្វើឲ្យហ៊ុនរបស់ Tesla ឡើងខ្ពស់ដោយសារតែ Tesla ឡើង IPO ហើយ fan របស់គេទៅទិញហ៊ុនរបស់ Tesla ច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនរបស់ Tesla ឡើងថ្លៃឃើញគេធ្វើ personal branding ដល់ថ្នាក់អញ្ចឹងដល់ថ្នាក់លូហ៊ុនជាសត្វឯណាទូវិញភពលោកឡើង IPO អញ្ចឹងបើសិននិយាយអំពី Elon Musk គាត់ជាមនុស្សបច្ចេកទេសគាត់ជាមនុស្ស calm គាត់ជាមនុស្ស challenge ពីព្រោះគាត់ធ្វើតាំងពី PayPal រហូតមកដល់ SpaceX រហូតមកដល់ Tesla រហូតមកដល់ Carbon នៅក្រុមសមុទ្រទៀតអញ្ចឹងមិនមែនថា360 degree វាលើសពី360 degree វាវល់ប្រហែលជុំនេះវា plot industry ទៀតវាគួរមែនទេគួរឲ្យស្ងប់ស្ងាយមែនតើអញ្ចឹងបើសិននិយាយពីគាត់គឺអញ្ចឹងបើសិននិយាយពីបុនផាងជាមនុស្សបែបណា entrepreneur សក្កិនពីព្រោះខ្ញុំតាណាក៏ខ្ញុំនិយាយសក្កិនដែរខ្ញុំ pro គេខ្ញុំបញ្ជោះគេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតែខ្ញុំជាសក្កិនខ្ញុំធ្វើអានេះខ្ញុំ promote ខ្លួនឯងអញ្ចឹងpersonal branding គឺជាការនិយាយច្រើនដែរច្រើនដែរជាច្រើនដល់ខ្ញុំធ្វើការបែងចែកអ្វីទៅហៅថា marketing អ្វីទៅហៅថា advertising អ្វីទៅហៅថា public release អ្វីទៅហៅថា branding 4កាត់ទុក
Tí mùi Ad marketing. Marketing cứ chia ca thì dây là bỏ mùi. Ở cái đằng nhóm lớn của tí ho. Example EXP mà chấm lúc còn lại. Ok, chứ marketing nhóm phép hôm nay lúc còn lại, nhóm phép bó này nhóm lúc còn lại. Anh ấy cứ chia cắt phương marketing. Ok, mà là về tiết cái hai advertising vì sao mà sai về nền trực cảm ưu tí ho EXP mà chấm lúc còn lại, chấm lúc còn lại, chấm lúc còn lại. Vậy bây đó lại cần nghiệp sang nền trực cảm ấy nông tu ấy thôi nha vì bố vui sớm đón vậy. Bề bông mọc vinh tình mà sai ư thiê ra nhà ôn phương ná. Anh ấy ghê đó bó lì thẻ nhưng mưa làm sai đây mường thay trên mà nó nói thôi nha thôi nha mày. Và thay dân thử tầm mơ đi vì bố vui sớm advertising cái giấy sớm đón thấy cái giấy hóa cả à môn chót thì co đôi tập bôi vậy nâng loam xe mà non tới đợt p hướng chắp hai sai này thì cam mà còn nô tới đợt p trôi hướng vĩnh sai này thì cam mà tăng liền bà nó nghe advertising bà chồng lúa con láng chồng lúa con láng chồng lúa con láng à mà lâu về tiết sắm máy này kìa sao phở cứ public release cái hàng PO public release nhom chai lôi oi mà đưa mà nè vậy phải kê thằng nhom lúa con láng nhom mình vậy lúa nấy nè nhom chuột bọc cô ế vậy phải nét đằng này thật nhóm chỉ nhận được còn lại bên nâng sầm đây và kê và hai chữ anh trai chứ nhầm vì bố bản thân nhóm dễ con này là nhóm lưu con lan vì bằng bốt bê chẳng nhầm vô lưu nhóm từ chua kê là bây ở kênh dễ là nhóm lưu con lan mình à bên nâng kê từ xe chỉ ăn thì kho mũi kê từ xe thì thơi vị ổ cái thế thơ hướng bảo kê thơ mấy ai ta bà chôn xa phép mà nước chỉ cho ra mơn nhé chỉ cho ra liên nhé kẻ ta nhóm lưu con lan bản thân thực hiện muốn cung đọc chiên nhóm dễ cho này. Ok public release chứ mà lấy pleasure đấy nên không public release tại nhỏ đại trai lối về cái mà hội nhưng sầm phiền chăng cái mình tập một chứ này hệ năng view real chứ bị bố tha bà sân chỉ dương luôn luôn ấy viêm biên là làm thay dương tập một bị muốn nhóm chỗ cam vị trí chân ngõ ấy nhóm chùa mới cô sầm mặt cô sầm mặt cô sầm mặt quật lu bị muốn quật lu cram mình không cam thấy còn dễ đến cam thấy nhưng mà quật lu cram điểm một hay quật tha lu máu tinh máu pin đập po hay quật lu đại cam mà po ấy hay sao bảo bán bón nữa sao là ngon hơn mình này cái tính tập bò sản sao bán sao nó long trong bị gì vậy nè hay những xưa ra có máy lụ mấy có tha có lụ tam số so với Instagram như có po lụ luôn này chẳng hạn ta có máy lụ luôn này lụ dạng nào mà lụ mình tránh này bảo tha lụ ban và hai cái chữ billionaire đôi collision này nó nhầm ok và đây bà sân chơi thầm mà lụ nơi tin đi ở cái lụ ấy mình ở cái lụ ấy mình ở nhà na xây các bạn này mình mến chứ không ai lụ ấy mình hay cô sắm anh từ luôn bật đặt bật kê mình mà business bật luôn anh chơi chứ cram nên cram bật luôn anh này bàn tay ao nhận đầu tay kê đi ví dụ ao nhận đầu tay kê lũ ao nhận đầu tay kê để public release hay đấy bản nhân khơi influencer mà chuẩn đoán mà video kê xin bao mà giờ đã lá đầm bay đã thọt đi ví dụ bật đặt mùi cái phía đầu đi ví dụ đến kê mình còn mốt đấy cái do bật đặt nó mà giờ từ sao giảm iPhone 12 cái giấy bị feature bởi vì cái giấy bị ARM bị can vì cái giấy ta cram bởi vì can thôi chẳng mấy anh mình on thà on lo thà lo vì bố hiểu đi hay dòng máy này mà nó chát á ở bao cái cao thì công giới ta là bỏ những cái chuyện thu sát lo gì cái lớn lộng đâu ấy bố cái belief cái đăng lui ta ấy bắt thấy cái chân là ở đó mấy đại rìa cho nông môn chỉ nè phở phẻ đôi cái thơ mạch chân nè đại rìa phải dũ nên cứ có chỉ nè phở phẻ mà nè hay có thơ ca như dưới vì bà đặng mùi nâng anh cứ public release chỉ bắt mạch mùi public release để cái apply nó dòng máy social media còn pool chứ nghe đại dương của bông hiển ngay nít cứ branding. Branding cứ dương ở trong bài chai lưu ở nhà đợt tình vậy vì dương thế. Bên thì dương thơ branding thử nhà đợt tình kia nâng mà rộp dương kia số thập bọn ánh lũ con làng mẹ. Khởi nhận tăng phì môn khi dây đó nhóm lũ con làng là hốt đó nhóm dây bay buôn đó làm bay giữa vũ môn là hốt đó nhóm chai lưu ở nhà đợt tình phải hạp kê thác nhóm lũ con làng là hốt mà đó ở lớn kia mà xuống nhóm thập bọn ánh lũ con làng mẹ. Số thập mà đưa để mau nó chìm được bạn nè. Cái chọn bởi nhóm giải bí marketing and advertising vì muốn cứ chia one way strategy nhóm đó là nhóm bình chun xa tại mùi mục tiền có lấy one way từ ở miền màu này chẳng nhóm bình chun từ trong trong thời gian mưa đối với chú tu tôi chứ trong trong thời gian mưa nãy trong mưa hướng mà ta nãy thời mưa thì cảm nhận bọc kho mình anh mưa bầm mưa thì bắt cho lên đổ bỏ lên chẳng nghe vì bọc kho kia chứ nếu không sợ máy như kia cho chúng ta bọc kho này bởi sân dây MP chất là xác của nhóm nhà sư thích startup bên để nhóm ở cái update app bọc nhóm nhưng mà nói cái chất là update nhạc app khác châu phím to update chất lấy năng ở cao chất là biết bụt tông update nó mùi
the update in perkat nung app ញោម អត់ទេ មាន update មាន cancel ហើយ ញោម គិត ថា ដូច apple ក៏ apply គាត់ បាន upgrade ios ឬ ក៏ as later គេ ថា ដឹង ឲ្យ upgrade ហើយ ប៉ន្តែ upgrade ឥឡូវ នឹង ឬ upgrade ពេល ក្រោយ មនុស្ស អត់ ចុច ចិត្ត គេ បខំ ទេ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ ដឹង ដែរ ទោះ បី ខ្ញុំ មាន internet ខ្ញុំ មាន wifi ក៏ ដោយ ហើយ បខំ ខ្ញុំ update ខ្ញុំ អត់ ដែរ ខ្ញុំ search out term ខ្ញុំ របើ app ផ្សេង ក៏ បាន បខំ ខ្ញុំ update អា ហ្នឹង រឿង កបិច កតក តែ ប៉ុណ្្នឹង ហ៎ ក៏ វា ចូល បង្ហាញ អំពី អី ជម្រើស បងប្អូន មាន ច្រើន អត់ ចុច ចិត្ត គេ បខំ ទេ អញ្ចឹង គេ apply នៅ ក្នុង សកម្មភាព នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ ជំនួញ ក្នុង វិស័យ social media និង វិស័យ internet នេះ គេ យក apply បាន ច្រើន ដែរ ហើយ សកម្មភាព កពិច កប៉ុក របស់ អ្នក ដតី កែ ខៃ រហូត មក ដល់ ឥឡូវ ហ្នឹង ផលិតផល អញ្ចឹង នៅ លើ តុក របស់ អ្នក ទាំង អស់ នេះ អ្នក ត្រូវ គិត ពី ក្រោយ អា ចិត្ត សាស្ត្រ ចិត្ត វិជា នឹង ការ តាម ដាន របស់ គេ នៅ សកម្មភាព របស់ មនុស្ស ថា តើ ហេតុ អី បាន ជា គេ design ចេញ ប្រដាក់ អញ្ចឹង តែ iPhone តាំងពីមានប៊ូតុងរហូតដល់សុំបែឥឡូវប៊ូតុងក៏អត់មានស្អីក៏អត់មានទៀតតិចទៀតអត់តាំងទូរស័ព្ទទៀតទិញ iPhone មកទៅទេបាទពួកឥឡូវសុំបែ13 down speaker ស្អីគេ app ផ្សេងក៏មានដែរកាក៏អត់មានផងពីមុនមានតាមប៊ូតុងហ្នឹងយូរទៅបាត់ប៊ូតុងបាត់សល់តែប៊ូតុង home មួយឥឡូវប៊ូតុង home ក៏អត់មានពីមុនមានតាំងដុយដោតថ្មផងមានតាំងដុយដោតកាសផងឥឡូវដូចដោតថ្មដោតកាសតែមួយតិចទៀតអត់តាំងដូចទៀតនឹងដោតនៅណាទេតិចទៀតអត់តាំងទូរស័ព្ទទៀតតែ iPhone មកទៅទេបាទ iPhone ខ្ចោលអឺសាមញ្ញវាបង្ហាញឃើញវាសាមញ្ញរួចចិត្តញញាយច្រើនទេអញ្ចឹង personal branding ត្រឡប់មកវិញគឺ position ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់មកថាខ្លួនឯងចង់ខ្លាយទៅជា Elon Musk Cambodia ឬក៏ចង់ខ្លាយទៅជា entrepreneur ដែលមានឥទ្ធិពលជាហាក់ក្រិនដែលមានឥទ្ធិពលនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ជា top 5 real estate agent នៅកម្ពុជាឬក៏ចង់បាន award នៅអាស៊ីឬក៏ចង់បានអីអញ្ចឹងវា personal branding ទៅកាន់អាទាំងអស់ហ្នឹងការកំណត់គោលដៅរបស់យើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅខាងនេះខ្ញុំនិយាយដល់ចំណុច3ជាទូទៅបន្តិចវាមាន vision វាមាន mission ហើយនិងវាមាន core values ស្អីទៅជា vision ចាក់គោវិស័យមែនទេអ្វីដែលយើងមើលឃើញអ្វីយើងចង់ទៅមែនពេលខ្លះវារឿងសុបិនសុពលទីវារឿងឆ្ងាយដែរប៉ុន្តែវាប្រៀបដូចជាភ្លើងមួយអញ្ចឹងដែលយើងអាចមើលឃើញពីចង្អាយបានប៉ុន្តែដើរមិនបាច់មិនដឹងទេណាជាងអាចដើរគិតជាងអាចដើរវៀងជាងក៏អាចលុបអាចការអត់ដឹងទេប៉ុន្តែវាជា vision មួយជាអ្វីដែលយើងឃើញអញ្ចឹងពេលដែលកំណត់ vision គេអត់កំណត់ clear ពេកទេដែលសុំតោះខ្ញុំនិយាយពីមុនកំណត់ clear vision គេថាខ្ញុំនិយាយគឺ clear goal ទេ vision គឺជានិយាយថាម៉េចឥឡូវនិយាយថាភ្លើងមួយដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងភ្លើងឡើងហ្នឹងយើងចង់តែហ្នឹងអាហ្នឹងជា vision របស់យើងមិនខ្វល់ថាណាឯងជិះម៉ូតូណាឯងបានណាឯងវាណាឯងក្រាប់ណាឯងទៅតាមផ្លូវកាត់ផ្លូវតាក់ផ្លូវវាងអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ទៅដល់ហើយឃើញវាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏អត់ទាន់ដឹងដែរយល់អាហ្នឹងគឺជា vision និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹង vision របស់យើងតើយើងចង់បានអីគេ what you want to become អាហ្នឹង vision នៅក្នុង category នេះនៅក្នុង context នេះនៅក្នុងបរិបទ personal branding នេះពេលយើងកំណត់ vision តើយើងកំណត់ថាយើងចង់ខ្លាចជាតារាគេណាបន្តមក missionhow to achieve it យើងចង់ទៅនឹងតែយើងធ្វើមិនមិញយើងឃើញវាឲ្យ vision ភ្លើងនេះយើងឃើញហើយប៉ុន្តែដើម្បីទៅដល់កន្លែងភ្លើងនេះយើងត្រូវប្រើមធ្យោបាយបែបណាឲ្យបានលឿនបំផុតមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតអស់លុយតិចបំផុតស្រួលបំផុតធ្វើមិនមានកង់ជិះកង់មានអត់មានកង់ដើរមិនកាត់លូនមិនក៏បានដែរអាដល់គេញាត់ខ្វល់ថាយើងប្រើវិធីសាស្ត្រយីឲ្យតែជាវិធីសាស្ត្រជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអាចសម្រេចនៅចក្ខុវិស័យរបស់យើងអានេះគេហៅថា vision and ambition យសាមញ្ញហើយ mission អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាន plan A ទៅដាក់ plan B plan B ទៅដាក់ plan C plan C ទៅដាក់ plan D plan D ទៅដាក់ plan A ដល់ចឹងទៅគាត់យ៉ា26 alphabet បើសិនជាមិន work ទេដាក់អក្សរ កខចូលទៀតមក plan កអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង plan is a ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលយើងកំណត់ដែលយើងត្រូវធ្វើដែលយើងត្រូវអនុវត្តដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅរបស់យើងតិចតិចយើងនិយាយទៅដល់ធ្វើម៉េចដើម្បី achieve អាហ្នឹង core values ខ្ញុំមានខ្ញុំមើលវីដេអូម្នាក់ឈ្មោះស្អីចនសៃឬមិនខ្ញុំភ្លេចច្បាស់ណាដែលគាត់ review ទៅលើទូរស័ព្ទ electronic ច្រើនណាគាត់ប្រកាន់កលការរបស់គាត់មួយថាបើសិនជាជួលគាត់ឲ្យទៅ review ប្រដាក់ហើយចង់មើលវីដេអូរបស់គាត់មុនគាត់ចែករំលែកទៅកាន់ audience របស់គាត់ក៏អត់ធំទេហើយបើសិនជាជួលគាត់ឲ្យ review ប្រដាក់ហើយឲ្យប្រម៉ូតពីប្រដាក់ហ្នឹងនិយាយល្អពីប្រដាក់ក៏គាត់ធ្វើដែរគាត់សុខចិត្តទៅធ្វើរឿងផ្សេងហើយគាត់ review ប្រដាក់តតែហ្នឹង
bắt tay ở dưới lùi miễn tha quật bạc cô can đừng call vào you bạc quật nó cứ bring vào you từ can audience bạc quật từ can fan bạc quật có trong bàn phím bật bạc quật hay bớt xin chữ ngày nào mua cho anh xây thì giấy của một bạc đạt nào mua chấm chia còn bắt fan hoa sơn bị vú personal brand thì mới có cần bật lẹ cho nên bây giờ quật từ tour offer mua thả lấy quật phẩm một Nokia rồi quật phẩm một Samsung giấy là all people hot mình giấy cho mình sao sao cho mình on sao còn giấy cho mà phẩm một thấy nhau thấy phẩm một mới được đăng này nhưng chẳng position bậc cái chấp đam sợi từ can thì đại sĩ chắc là nó cứ chỉ call values miết ha ở với thế là sòng khăn như kì xem nhập dương ta call bởi dương bởi sân chỉ dương cái ao lưu real estate mới lơ bị bẩm bẫy phía đôi dương vô yeah it's a call by you bị bố dương trang bring sắp chất ở lơ tiêu thay dương real estate trên chứng ngang cái ao làm bạc phía đôi bởi đây cái thay dương nhưng mà dối nhưng mà bẩm bẫy phía đôi sắp chất bởi cho phía đôi phía đôi phía đôi phía đôi anh ấy cứ chỉ call by you bởi dương small talk và căn cố gắng small talk mình nào ủa ao tắt cái gì ao thèm cái ao pí cái gì ao mà thấy cái nào lo tiền tết lọc cái đấy hả ta ao pí cái đó ok ấy ao thèm cái đó cái nào ok ao bắp cái đó mà thấy cái đó ở ta lo tiền ta dương ai từ tua vô hàn đi thấy nửa bên dương từ tua vô offer pram cái đó ta dương còn ai từ tua vô hàn đi thấy đầy dương từ tua vô offer mà thấy cái đó vui này này bên thì kêu offer mới dương vô rồi hay kêu ao dương mà thấy cái đó còn tay dương đăng thay à kê offer nó vì hai điều phải bao dương khủng từ xa dương vô commission là hốt đó mà pay biết đó từ lại bao dương từ lừa tiền xa bị khủng dương kê bắt đấy à tra này cái close sale bị tách rồi còn bị ăn miên chứ không dương ai cho tôi dương ai dương đây là vô commission khủng dương vô commission khủng sẽ mà dương chạm đam sale mà tách của commission bao dương khủng vì thôi bắt đặt bao dương khủng như này tay bắt đấy cho bao dương cho bao gan câu cả lừa bị phòng bảy rồi lừa bị ăn rồi ấy cái đấy bao dương cho nhóm bắp rồi xong nhóm xong nhóm bắp rồi mà discount vào client bao nhiêu mình anh ấy chỉ call bao nhiêu bao dương what differentiate yourself from other avoid that thua jeung khos khnia pi nea dotey avoid that kuech what matter the most avoid that somkhan chi ke list ma list tiet list 3 chomnoch da somkhan chi ke loy mok mot okas ka ngia rư ko relationship chong oi ke sok mai meu khoeng da o a chen mu nang keu sang nyai tha on aich te chong teing kalaing kot ko amluok phong pi bru kot su on aich oh aich oh nom tha on aich chong teing teah mai bà sân chơi mình xăm ní đấy còn ắt ắt lụi chẳng tinh còn lụi đấy chẳng dương thời sự đẹp xa này personal branding hay năng call why you bây giờ ở bàn trong bắt lo ta ta dương từ tôi vô bàn này kia dương mình từ tôi vô bàn này kia và anh ấy cứ call why you next ok đam bay thưa anh ứng vị trí it's tiêm ti rồi mình cần lấy bóng cho anh đấy bề vật liệu bởi dương các cách thông bằng bằng bởi dương vì mình chưa là bỏ đại dương từ tụi bằng lợi tập hợp liêm liêm thế hay còn mình bắt cắt bằng lợi tập hợp này vậy đây cuối khá lạc nên cứ mình bắt cắt bằng lợi tập hợp này dương anh đừng xác xin bề vật liệu ở trên trang mà dân chỉ dương thưa vì mình bằng lỡ vì anh đừng lý gục dạng mà dân chỉ dương mình bị giật vì anh đừng thưa chỉ vật bởi dương mình cảm thấy được đường sống khiom chuop manuh ma chumnuon dae tveu aoy chivit ba khiom hi mien sampiet dae ne pe dae pi mun khiom aich enjoy life dae khiom chang dae pi mun mat phak ba khiom se mom jeung aich nyam bai jeung aich nyam chaka se ko ay ne tam phleu ay chang na chi avai dae chang dae khnie dae hay jeung thlop mien tham thlop nyam hay nu tham thlop nyam robos chang pa dae kwan tha dae pe jeung yei aoy thrang ne ke score chran pe dae pe chang vi cheh mien phneik mao phneik mao ko phneik đó phải như thế mới sập biết đây hay chúng ta nhận đấy chúng ta sao những cái những cái này nó bị sai cho các bạn đó là quan tâm mà nó có hiện âm yên những cái này người ta bị buốt đấy nhưng mà đó là vào năng bạn đấy nhưng mà nó vào năng sủa thì buốt này tây thì buốt nhưng mà sủa này những cái là một bạn chơi lên mình đây thì buốt nhưng thôi cái nhưng bị giật đấy nhưng mà ai từ bỏ sập biển cho tam phơi nhưng mà ai sập tôi từ cho nôm ta tam ta sẽ làm sao thì nào bán này đấy bị buốt chân chim nó miên invitation là gì cũng dân ai cái bọc dân tăng dân tây cho ông một cái bán này nhật bản như thế nhật bản này hay nó như là o mà giang này vì nó bây giờ dân đây gọi lại phố kia mới khơi chở dân bị giật và đấy ở với dân sang cứ sẽ cam mà phía bờ dương nó bây giờ dân kinh chấn á sẽ cam phía bờ dương cứ chơi ở phố là o chở đó sang cùng vì bố dân thể hiện thơm hưởng mà là o mày cả nhưng lo dễ hưởng vì muốn cái bị cost muốn là những dễ hưởng super mà cái mã số một the dark net nó cứ chỉ website mua để nó không nó chôn nó phải tốn ngay ngần mua mới khơi nhận ai cái gì nhận ai cái
Nhà mà score lốp luôn score khi nhôm, ớt đang là khi nhôm bốn phát nhôm chỗ tới nhôm thường cút cút chơi mình đây. Nhôm ai từ thường ấy các bạn này. Anh ấy dạy vì khi nhôm dạy tặng ớt khi mình nuôi chiết, nửa bên để dân tới gần lại mỗi đợt bắt bao ngàn tặng sinh nhạn. Ớt đang thành dương chi là nè, dương là số bay tặng luôn anh bây giờ khai luôn này này. Dương chỗ tới nhôm thường cút cút chơi nữa nè. Sa tặng luôn anh từ bên mũi xe kia ơi sẽ khâu ơi lên mà bòn là làm chỗ sẽ khâu lý ố. Để bây giờ lên bọn là ai, nơi mà chúng nói ai. Và ta nhận tin đi ớt đấy. Nhưng trong lớp của tia tham bà xin chỉ dương ta gọi cả lấy mùi đầy kia score chứ. Ta dương cua ở khai bằng này. Chẳng ta lót mà với nhà bây dương biểu tôi mà với nhá. Bây đầy kia score dương phương lo lo chứ. Bởi bố dương trong influent, dương trong chế ở tập bộ. Chẳng nhưng trong dạy tham personal branding với chiếc sai bằng toàn mùi. Nếu bây dương lang over branding dương chỉ với bây dương nâng mặc kẹt đi. Nếu bây giờ nơi là vẻ nó dương nên chuột mình nữ không là vẻ nó dương nên chuột ca kết không nắng nếu bây giờ hai đứa bây kinh dưới bây mình nữ dương ở trong này bây giờ đạp chứ đi bây bố cái thằng ở bây giờ nè anh nhá lọc chuột với dương đó là vẻ nó cho bây muốn mất đại viên là sẽ gọi cho lại của dương từng gối phạc xì cho mùi nhé mà ngay cái gì đại với oan đi chê anh u cho anh u minh con anh em minh tập bôn trong what why ớt miên bây giờ ấy sẽ nghe dương phát nào. Bạn nói là bây giờ bia personal branding tới dương chung mà đưa ra dương biên mà đưa đến bên ai thì bạn đi bên những cái anh dạy bị mình uống gì thì cái dạy bị cùng nịnh với cái dạy bị ọc ca mình chung nếu cái anh ô thì phục lâu mình chơi à lấy ọc ca miền chơi là bỏ năng miền chơi thôi ta dương ai thơ ban mà dương kết thân mấy giờ kia ở việt tây mà cam điện chắc là vậy đây khổ thân nào bằng phong nơi khăn ông sống cốm dương kết đã khôn luôn ai khổ khổ này nơi khăn ông mình nước bà đi bắt sợ tôm na cái đó kia chạy trên chữ pi cùng vốn mà kia chạy trên chữ pi mà pay phía đôi hay là bắt xếp đôi anh ấy cứ cái đó 80-20 principle cô ca mà pay bắt cô ca pay bắt những cái anh vốn đang lành chờ mình đây cái người tham mình nữ mà pay phía đôi cứ chỉ mình nữ đã top anh vậy tham còn miên chiến anh vậy này còn miên cái kịch bù chiến anh vậy này còn hiệp trang luôn nên chịu vượt bậc bạn đòi chứ sợ tôm na cái đó giờ ta sợ tôm dương chứ sợ tôm cái nhóm mình giờ thay dương tới không sợ tôm mình đấy chứ được không dương ngọc thế này biên tay mà pay rồi đọc nhé, mình đọc pin nhé để lấy thật lâu chừng kì không chẳng nào dương tầm 7 nhạc tiết, average ở vậy để cứu thân nhạc, nhạc không pin nhạc, nhạc không chrom dương nhạc không chẳng nào dương đọc nhạc, kết tại khi nhóm khăn chừng kì chẳng outstanding nhóm mà pay phía rối nữa không chẳng nào mà rối phía rối pin không chẳng nào đọc thử đơn tha pin không chẳng nào đọc nhạc, pin nhạc nhạc cứ chia mình nữa mình average để chrom xin ông mang thấy cái tên mà tăng tiền chẳng bên đây tha mà tăng tiết ông mang cái kinh nghiệm khi bấm đọt đây như này và đây bấm bảy nhà average pin nhà lịch lâu chẳng pin nhà nó không có lãi chứ mấy nhà nó chậm nào ông kế quạt chìm được average đi vô vậy hay nó không là về thì pin mới chết mình nạp pin nhà mình lịch lâu những cái pin nhà nó không là về thì bấy quạt chìm được average đi mình là quạt nó không chậm nào được 80% đi hay số thằng nó viết chấp pin á anh mình làm chấp vậy dương phiệt thiết chỉ muốn nào bẹt lên tôn mục dương nên như cái ta ô quạt bản năng ok nhầm lời quạt tịnh và tai dương mình lọt phiệt thiết chỉ muốn được nẹp xe nhé đã lơ quạt sang ai đã lơ dương thiết dương lọt cái phiệt thiết đấy sau tôi dương ở trong nhưng mà trong tia này tôi gặp phiệt thiết chịu vật mình ở đấy thì và tai dương qua ở trong đơn thang cả thì vọt luôn nhưng mà vậy bị lôi đấy vậy bị cả thì vọt luôn ba miếng tia bị chọc đấy cũng kết tại luôn này ở cho hai cái luôn chân nào mới ở tận nào thiết ở đây thấy từ từ hồi thì bố tha dương ở đây mình bay sang bên đây rồi chấm nắm mình nhồi thì lộn. Bất tai, grab bao nhiêu làng của tới của tới. Bài bát ca nghĩa rồng vung biển dưới cam hay năng tụm nẹt tụm nón sòng côn bao nhiêu cứ cua tới mình tay mà đòn mình tay mà đòn. Chẳng chừng thử che cục vàng, thử hiện cục vàng. Hay chỉ phải xét máy số son bên điện nó cứ thử hiện cục vàng. Thắt đây ngay chấm tao mà năng dùng mà sòng khai môn sân bà tao mới chấm nhôm dậy. Bị bùa tha bom biển để khi nhôm dậy trên máu nhôm dậy mà chọc háo nhôm sòng khai với những thằng đi bài trà mà đòi. Và ta nhầm sẵn khai nhầm vô năng mà đạt mục sân hay tầm năng đạt sẵn nhà xu thao vị trí ấy. Tí mùi nhầm dạy em bị khổ một bên chứ. Get your thing ready. Pay the monitor personal branding xu luôn ai sân. Chắc luôn anh chọn mang chủ vật bèm năng ạ. Chọn khai thì chuyên là bây là ba anh miên influence năng bản anh sân cốm. Chọn khai thì chuyên giá cân đàn miên ở the pool. Chọn khai chuyên là miên lôi liên đó là trong khai từ trên nhận đại quật tao là muốn CEO premium ấy nâng tao trong là web nâng art hay dừng dừng trong dừng
bơ sân dính phơ nó như sầm ai chật đó. Nhóm thơ ấy muối nhóm sầm ai sầm ai thạ bơ sân thì nhóm thơ bị chụp chỉ tắc nhóm biên ở đồng bệnh nè bơ sân nhóm trong biên lôi cô đai bậc nhóm bay liên ở lá nhà bê phải làm cho nám bơ sân nhóm bảo lời nâng biên lôi bay liên ở lá ta nhóm mình thơ ấy mình kì nhóm biên vị thiên này ca vị thi sang năng ca trai lời bậc nhóm thế cô ca năng ca video bậc nhóm bệnh nè nhóm cụ thể tinh tia muốn được nhóm tinh lan muốn được nhóm thời ca bà buồn